lại cho cuộc sống của em nó tốt đẹp hơn. Rồi dần dần em cũng nghiêng về tâm linh một xíu, lúc mà còn trẻ hay là còn còn chưa có suy nghĩ thì lúc đó em còn chưa tin tưởng về mặt tâm linh nhiều, nhưng mà để cùng với sống chung của số 7 này nó sẽ hỗ trợ qua lại, nên năm nay là phải là năm mà em sẽ vất vả, phải là gặp nhiều khó khăn trong vấn đề cuộc sống không, giống như là mình phải trải qua những cái sự nó không có vui lắm, rồi nó xin một vấn đề gì đó về vật chất, về tiền tài hoặc là về tiền bạc, giống như là phải năm nay là năm phải em vất vả lắm thôi. Em rất là gọi là nó gọi là sao ta cũng kiểu là làm cái gì cũng một việc bội, làm cái gì nó khó khăn, nó không có suôn sẻ. Và em năm nay giống như là em có một cái gì đó nó không có được thuận lợi cho em á, tại vì năm nay là năm mà em nằm ở cái vùng trũng mà ở ẩn. Đúng rồi, em nên ở ẩn đi. Em ở ẩn năm nay em phải đi học một cái gì đó, giống như thời gian rảnh thì mình đi cần học kể gì đó, ngồi ngồi dưỡng thêm cái. Em sẽ lấy những cái gì mà mình đã học được, mình đi ra ngoài mình phát triển, mình thay đổi. Năm đó là năm của sự độc lập và chiến đấu đó. Năm sau là em tốt, cái tới năm tới nữa là em cũng tốt luôn đó. Bằng Lan thứ bảy thì em sẽ biết rằng là em là gọi là một cái người gọi là tri thức, em phải làm cái việc gì đó, em học hỏi và em nghe lời khuyên của từ tất cả các bậc tiền bối, để sau đó em sẽ ra một bài học kinh nghiệm cho mình, để từ đó mình dùng những cái kiến thức, những cái lĩnh hội trong cuộc sống này mình đi trao truyền cho khác, mình đi giảng dạy lại, tại mình giỏi về cái khía cạnh mà ha, mình có năng khiếu đó mà đó. Thì bây giờ tiếp các bạn nha. Còn nếu như mà em muốn tham khảo nhiều hơn nữa về cái bản đồ đường đời của em á, thì hồi nãy chị có nói rồi, nó là một cái bản đồ nó nói về những cái vận hạn trong cuộc sống này, những cái năng cá nhân, những kim tự tháp của mình làm sao, trong đó những năm đó, những đỉnh điểm đó em cần làm gì, giống như chị nói rồi. Nãy em đi một cái ngôi làng đó mà em không qua được con sông đó, em không biết trước khi mà qua được ngôi làng đó phải đi qua một cái sông, mà em không có đem những cái gì cần thiết cho bản thân em để em lội qua con sông đó, thì nhưng mà em biết rồi mà em không mang theo, thì đó là lỗi của em đó. Những giống như là chị nói với tụi em đó, bây giờ tụi em còn trẻ lắm, những em mà còn đang chiếc máy là những em đó, mình đã biết trước rồi, mình đã lĩnh hội được là cái bản đồ cuộc đời nó sẽ nói lên những cái gì. Cuộc đời mình nó có bốn đỉnh kim tự tháp, mình đã đi qua được bốn đỉnh kim tự tháp đó hay chưa, mình ở giai đoạn nào, đỉnh nào, lúc đó mình biết rồi, mình sẽ chuẩn bị cho mình cái hành trình tương lai của mình đi đến đó như thế nào, nó qua những cái công việc như thế nào, mà mình sẽ gặp phải những cái công việc đó như thế nào, mình mới suôn sẻ trong cái cuộc sống này. Chứ nếu như các bạn không biết gì, các bạn cứ đi thì các bạn vẫn tồn tại thôi, nhưng mà vấn đề là các bạn tồn tại như thế nào là những các bạn quyết định. Thì cái vấn đề này chị có nói rồi á các bạn, mình đã biết rồi thì mình đã hơn người ta một bậc rồi, thì làm sao mình không có thực hiện sớm hơn người ta đó. Thì cái bản đồ này nó có hai phần, một phần là nếu mà bảy chỉ số thì nó là 770k, còn 23 chỉ số là nói tất cả luôn các hệ thống kinh pháp thì nó là 350k. Thì các bạn nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn sau like, các bạn hãy gửi tin nhắn cho mình sau like, thì lúc đó mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Buổi sáng vui vẻ, em tặng hoa hồng cho chị, chúc chị buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn em, chúc em một ngày tốt lành luôn nha, vui vẻ luôn nha, may mắn luôn nha. Bạn sau này của mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, may mắn và nhiều năng lượng để mình có thể hoàn thành công việc của mình ngày hôm nay nha.